U23 Việt Nam vào chung kết xứng đáng, đối đầu U23 Indonesia. Thắng thuyết phục đội U23 Malaysia tại bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023 hôm qua 24 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đặt chân vào trận chung kết, gặp U23 Indonesia. Bộ mặt thật của U23 Việt Nam. Trong trận đấu có ý nghĩa sống còn ở vòng khờ nó chào giải U23 Đông Nam Á, chỉ có chiến thắng mới giành vé vào chung kết, cả U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều chọn giải pháp an toàn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và người đồng nghiệp Elavason Elangun bên kia chiến tuyến đều chỉ giữ lại mỗi đội hai vị trí ở tuổi 19, còn lại đều sinh năm 2003 trở về trước. Sử dụng bộ khung cứng cáp hơn các trận ở vòng bảng. U23 Việt Nam lập tức lột xác và trình diễn lối chơi khá thuyết phục. Khi không có khoảng cách lớn về tuổi tác và kinh nghiệm giữa các nhân sự ở đội hình xuất phát, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy sự khác biệt về kỹ năng chơi bóng. Điều này thể hiện rõ nét trong bàn thắng ngay phút thứ 8, khi Minh Quang bứt tốc đi bóng qua một loạt cầu thủ U23 Malaysia, chuyền căng như đặt cho Xuân Tiến đệm lòng mở tỷ số. Các bàn thắng sau đó do Công Quốc Việt, phút 32, và Xuân Tiến, phút 44, là minh chứng sống động cho phong cách tấn công đa dạng, hiệu quả của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tìm được sự cân bằng cho đội U23 Việt Nam. Khi bộ ba trung vệ Duy Cương, Nam Hải và Ngọc Thắng bọc lót cho nhau tốt hơn. Bộ đôi Minh Khoa, Đức Việt bổ khuyết cho nhau khá ổn giữa khả năng thu hồi lẫn cầm nhịp và đưa bóng lên trên. Minh Quang, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ hạng nhất Bình Thuận, thực sự là mũi khoan có khả năng tạo ra đột biến ở cánh phải, còn Xuân Tiến thường xuyên đảo vị trí với Quốc Việt để làm sọc sệt hàng thủ đối phương. Tài năng trẻ Khuất Văn Khang vẫn bền bỉ trong phòng ngự và có những đường chuyền sáng nước, như pha kiến tạo để Xuân Tiến có bàn thứ hai. Bàn thắng thứ tư xuất phát từ tình huống phối hợp đẹp mắt. Hai cầu thủ vào sân thay người là Bùi Vĩ Hào đi bóng và căng ngang để Hồng Phúc ghi bàn, kịch bản đẹp đúng như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mong muốn. Chuẩn bị tốt để có trận chung kết hoàn hảo. U23 Việt Nam đã tấn công hay và hiệu quả cao. Tuy nhiên, vẫn còn một chút trục trặc trong khâu vận hành ở hệ thống phòng ngự. Đôi lúc, có thể vì thiếu kinh nghiệm nên U23 Việt Nam đã tự làm khó mình. Chất lượng bộ ba trung vệ đã cải thiện nhiều so với hai trận trước, nhưng vẫn có một vài thời điểm họ mất liên lạc, không giữ đúng cự ly, tạo ra khoảng trống để đối thủ thoải mái đánh đầu, dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Công bằng mà nói, tuyến giữa cũng bọc lót không tốt ở tình huống này. Có vẻ như các cầu thủ trẻ của chúng ta sau bàn thắng thứ 3 đã vội nghĩ đến trận chung kết nên lơi chân, hơi chủ quan. Chính điều này đã tạo ra cơ hội để đội U23 Malaysia vùng lên dữ dội. Cũng may đối thủ không đủ sức để lật ngược thế cờ. Một điều rất quan trọng nữa là những cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn dễ dính vào bẫy khiêu khích của đối phương. Họ dễ nổi nóng khi bị chơi xấu trên sân và làm thế nào để cầu thủ luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh là điều huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng BHL phải giải quyết sớm. Thi đấu máu lửa, nhiệt huyết nhưng đồng thời cũng phải giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo. Ở trận bán kết, đôi lúc chúng ta vẫn bị đối xử bằng tiểu xảo và đáp lại là sự nóng nảy không cần thiết. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phát biểu sau trận, chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt mọi thứ cả về chuyên môn lẫn tinh thần để có trận chung kết hoàn hảo. Tôi hạnh phúc một chút trước cách U23 Việt Nam vào chung kết. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhưng giải chưa khép lại, vẫn còn một trận quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi kiểm soát bóng, tấn công mạnh mẽ, cầu thủ phải thật linh hoạt, nhanh nhẹn và nỗ lực giành chiến thắng. Phải chăng giới hạn sức mạnh của U23 Việt Nam vẫn là một ẩn số và phải chăng U23 Việt Nam vẫn còn nhiều vũ khí bí mật? Chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm bí mật ở trận chung kết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ news. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn. Thank you.
Thank you.